Nếu các bạn muốn mua robot uy tín giá rẻ thì Robot Việt là lựa chọn tốt nhất. Có cả Flatbone Pep Simulator 99 được đảm bảo bởi Gà Công Nhân TV nên các bạn không phải lo về độ uy tín nha. Shop sẽ ở dưới phần bình luận nha. Mình xin cảm ơn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn biết tất cả cơ chế của clan cũng như là cho các bạn xem cái clan của mình hiện tại nó mạnh như thế nào nhá. Mình tự tin nói rằng clan của mình đang là hiện tại là nhiều điểm nhất Việt Nam luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem, còn bro nhất Việt Nam thì không nha, nhưng mà nó là nhiều điểm nhất luôn. Và cũng như là review cho các bạn xem cái kiếm mới cũng như là cái chế độ chơi mới nha. Thì trong cái thời điểm quay video lúc này ấy, thì Bloodborne nó chưa cho một cái code nào mới các bạn ạ. Đâm ra là các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký và mình sẽ cập nhật cái code mới cho các bạn sớm nhất có thể, cũng như là các bạn sẽ không bỏ lỡ nó nha. Rồi đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem cái kiếm mới nó nhìn xịn như thế nào. Ủa cái này sao lại 3.500 robot rồi, ảo giá thật sự. Đáng lẽ là nó phải 1.600 robot giống như vài tuần trước chứ nhỉ, giờ nó lại tăng lại rồi. Cho nên là thôi nhá, mình mua cái kiếm đơn này để review cũng được. Oh damn, nhìn xịn về trời. Nó pha hai cái màu tím và màu xanh lại với cả nhìn như một cái mũi tên, quá là xịn sò luôn. Effect, effect các thứ, trời. Bạn nào mà muốn sở hữu cái kiếm này ấy, thì chủ nhật mình sẽ livestream phát cái kiếm này miễn phí cho năm bạn may mắn nha. Cho nên là nhớ đăng ký để không bỏ lỡ nha. Kiếm này nhìn quá là tuyệt vời. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái hiệu ứng chém bóng cũng như là cái hiệu ứng âm thanh của nó nha. Mà muốn test được cái kiếm này ấy, thì mình tiện thể vào luôn cái chế độ Juggernaut này để xem nó như thế nào nha. Đấy, thì cái cách chơi của chế độ này nó cũng tùy vào may mắn lắm. Các bạn phải chờ để biến thành con boss của cái chế độ này. Nó có cái tỷ lệ phần trăm để các bạn biến thành cái con Jugger, con boss Jugger nha. Cũng như là khi biến thành con boss này ấy, thì các bạn phải giết hết tất cả những cái người còn lại trong sàn đấu. Thì chả khác gì kiểu một mình tao chấp hết. Đấy thì các bạn cũng sẽ thấy là cái con boss Jugger, nói chung là một người chơi hóa thành con boss này ấy, kiểu như là nó cũng sẽ có 6 đến 8 mạng. Thì nó cũng có cái tỷ lệ để mình biến thành con boss này nha. Thì chỉ cần thắng được tất cả những cái người chơi xung quanh ấy, thì anh em sẽ được game nó cho một cái phần thưởng. Còn cái phần thưởng đấy là cái gì ấy, thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết nha. Đấy, thì sau khi thắng được con boss này thì các bạn được đúng cái gì thôi, trả được cái quần què luôn. Thì sau 7749 màn chơi thì cuối cùng mình cũng đã trở thành cái con boss của cái chế độ này rồi. Và đây, một mình tôi cân cả thế giới này đây, trời ơi. Một kêu, double kêu, sợi nhòn, triple kêu, tứ quý kêu, ngũ kêu, ba đôi thông kêu. À mọi người thông cảm nha, dạo này mình chơi tiến lên miền Nam nhiều quá, đâm ra nó bị quen miệng. Rồi, savage luôn, 7 kill rồi mà mình chỉ chết có 2-3 mạng gì đấy. Thì với cái skill Infinity này thì mấy cái anh bạn này làm sao mà có thể đánh bại được mình. Úi dồi ôi, overlord luôn. Thằng nào nữa, nhào vô đây, một mình tôi chấp cả vũ trụ này. Đó, các bạn nghe cái tiếng không? Cái tiếng nó không quá là giòn tai nhưng mà nó nghe rất là êm. Nghe rất là êm luôn. Nó kiểu chiu chiu, nó nghe cũng kiểu nó rất là êm tai các bạn ạ. Cái tiếng của cái kiếm sound effect ý. Còn bây giờ thắng được anh bạn này là mình sẽ được phần thưởng ngay mà. Trời ơi quá dễ mọi người ơi. Lần này mình không hề bị vấn đề kỹ năng nha. Thì đây cái phần thưởng nó sẽ là một cái tấm vé để ra đây mở một cái phần thưởng bất kỳ trong cái vòng quay này nhá. Thì điều mình thích đó là các bạn có thể chơi liên tục để nhận được cái vé này, để có thể quay liên tục cái vòng quay này luôn. Nó không hề là pay to win và không phải trả một cái đồng Robux nào nha. Update này nó quá là tuyệt vời. À thật ra thì mình vừa chi 1.000 Robux để mua 25 cái vòng quay này để cố gắng mở ra cái kiếm 1% để sơn súng tăng đam. À nhầm, sơn kiếm tăng đam. Nhưng mà quá là xui là mình chả mở được các bạn ạ. Chỉ mở được tất cả những cái kiếm màu vàng trừ cái thanh kiếm 1% cũng như là cái emote lửa chùa phi phai của nó thôi. Nhìn mấy cái rìu này thì nó cũng khá đẹp ấy, nhưng mà mình thấy nó hơi hơi chưa được đẹp lắm với nhiều hiệu ứng như mấy cái kiếm cũ các bạn ạ. Nên là đừng có tiêu Robux ngu giống mình nhá. Cứ chăm chỉ cày là được rồi, là có được cái vòng quay này rồi, đâm ra là cũng không cần mua giống mình đâu. Ok, cuối cùng là cái chế độ clan hoàn toàn mới trong Bloodborne nhá. Thì đây, để có được cái clan cho bản thân thì các bạn có thể vào clan của người khác hoặc là trả 400 Robux hoặc là mình 5.000 xu để tự mở clan cho chính mình nhá. Thì với cái chế độ này các bạn có thể kêu gọi những người khác vào clan mình làm nhiệm vụ để giành được những cái phần thưởng rất là xịn sò luôn. Thì đây, các bạn có thấy hai cái skill mới này ở đây không? Tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn cái cách để có thể lấy được hai cái skill này nhá, nó cực kỳ xịn sò luôn. Tạm thời là các bạn chưa thể nào lấy được đâu. Thì ở đây trong cái thời điểm hiện tại ý, lúc mình đang quay cái video này thì cái clan của mình ý, nó đã đạt được tới 1.135 điểm rồi nha các bạn. Mới chỉ có 3 tiếng trôi qua kể từ khi update. Còn chưa tính 1 tiếng đồng hồ là mình đi thu thập 19 thành viên ý các bạn. Thì tính ra là chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ thôi mà các thành viên của mình đã kiếm tới hơn 1.000 điểm rồi. Có thể là cái thời điểm mình đăng video này có thể là cái số điểm của clan của mình nó đã cao hơn rất nhiều hơn với con số này rồi.
Đâm ra là mình tự tin khẳng định là trang của mình hiện tại là nhiều điểm nhất ở Việt Nam này luôn rồi. Thật sự luôn ý. Cái này không phải mình khoác lác đâu mà đây cái này là con số thật ý. Tại vì làm sao mà có thể là một clan nào có thể mà 2 tiếng mà có thể lên được 1.000 điểm nhanh như này được. Với cả dù gì thì mình cũng là YouTuber đâm ra mới mời được 19 thành viên khá là chất lượng. Và mời khá là nhanh các bạn ạ. Thì ở đây các bạn có thể thấy là những cái thành viên của mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ và lấy được điểm cho clan nha. Thì mình sẽ review sơ cho các bạn xem 19 thành viên siêu chất lượng của mình gồm những ai nha. Đầu tiên là có bạn Nguyên Gaming này, đấy, một YouTuber 7k người đăng ký cũng quay Bedborn này. Và đây là một nhân vật siêu đặc biệt, đó chính là anh Bi Đại Thần hay còn gọi là anh Bi Huỳnh Senpai ấy. Nói chung là một YouTuber trên 300.000 người đăng ký rất là nổi tiếng. Nếu như anh Bi có xem được cái video này ấy, thì em cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia vào cái clan của em nha. Thì ban nãy mình có đề cập cho các bạn về hai cái skill mới nhất trong Bedborn và các bạn cũng chắc hẳn là muốn biết để cách để lấy được hai cái ability này rồi đúng không? Thì đây, khi các bạn vào cái chế độ clan ý, xong rồi bấm vào upgrade and abilities, các bạn sẽ thấy hai cái skill này nó đang bị khóa. Và nhiệm vụ của các bạn ý là phải thu thập điểm để lên level 2 mới có thể sở hữu được hai cái skill này. Mà mình cũng không chắc là có lên level 2 là được hay là lên level 5 nha. Tại vì nó để như này cũng chả biết là level 2 hay level 5 nữa. Nhưng mà làm thế nào để có thể nhận được hai cái skill này ý, thì các bạn vào cái phần earn crowns ở đây này, xong rồi bấm vào phần mission, tức là nhiệm vụ đấy. Thì các bạn sẽ thấy một đống cái nhiệm vụ ở đây. Và chỉ cần hoàn thành hết cái đống nhiệm vụ này mỗi ngày thôi thì các bạn sẽ nhận được điểm để đóng góp vào cái clan của các bạn nha. Nó có nhiệm vụ mỗi ngày và nhiệm vụ mỗi tuần. Thì nếu các bạn nào giàu ấy thì có thể refresh lại cái nhiệm vụ này với giá 99 Robux để không cần phải chờ 24 tiếng sau nó mới cho các bạn nhiệm vụ mới, đỡ phải mất thời gian. Tiếp theo là phần nâng cấp chức năng clan mới đúng. Trời ơi, mình nhầm tí. Thì lúc đầu nó chỉ cho các bạn có thể mời được đúng 12 thành viên thôi đúng không? Thì giờ các bạn có thể mời được tới 20 thành viên luôn nếu như các bạn nâng cấp nha. Thì mình được một bạn fan siêu giàu đã dành tới 2.000 Robux để mua tới 2.000 xu để nâng cấp cái chức năng số lượng thành viên này lên 20 người để có thể cày được nhanh hơn nữa các bạn ạ. Quá là tiện lợi luôn, mình đỡ phải tốn Robux để mua. Thì mấy cái chức năng khác thì một cái là nó nâng cấp phần quà vào lúc 3 giờ sáng để các bạn có thể truy cập để nhận một cái quà gì đấy mình không biết, nhưng mà cũng khá là phế, nâng ra là cũng không nên mua xu để nâng cấp cái này nhá. Tiếp theo là các bạn có thể nâng cấp cái việc nhận xu nhiều hơn. Thì nói chung là mua xu để nâng cấp để nhận xu nhiều hơn ấy. Tiếp theo là nâng cấp để trở thành một con người siêu nhân phẩm may mắn khi mà có tất cả những gì có trong Bloodborne. Nói chung là tùy vào mục đích của các bạn thì sẽ biết là nên nâng cấp cái gì. Mình thì muốn nhanh chóng có hai cái skill mới ấy, đâm ra là mình chọn nâng cấp cái clan size để mà có thể mời được nhiều người hơn để tăng cái tốc độ cày điểm nhá. Thì ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên bỏ lại cho mình một đăng ký, một like cũng như là bấm vào cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ một cái video mới về hai cái skill trong tương lai của mình nhá.